Từ chiều tối ngày 28 tháng 7, sự việc nguyên phó chủ tịch huyện Drong Bắc, ông Trần Đức Lanh đánh nhân viên cây xăng trên km 12 xã Ea thành phố Buôn Ma Thuột vì lời nhắc đeo khẩu trang trở thành chủ đề được dân mạng đặc biệt quan tâm, tranh luận. Mới đây một đoạn clip diễn biến trước khi xảy ra sự việc cũng được hé lộ. Ông Lanh cho rằng, nam nhân viên còn nhỏ tuổi nhưng lại có những lời lẽ hỗn hào đối với người lớn tuổi. Vì không giữ được bình tĩnh nên ông đã lao vào đánh rồi ném quả sầu riêng về phía nam nhân viên. Cá nhân ông Lanh cũng nhận thấy hành động của mình là không phù hợp. Trước đó vào khoảng 11 giờ 24 phút, trưa ngày 27 tháng 7 vừa qua, ông Trần Đức Lanh điều khiển xe máy vào trạm đổ xăng. Tại đây, ông Lanh và nam nhân viên, anh Nguyễn Như Ngọc có xảy ra xích mích, tranh cái. Trả lời phỏng vấn trên báo lao động, ông Đức Lanh cho biết, nhân viên bán 40.000 đồng tiền xăng nhưng chỉ bơm 20.000 đồng. Vì vấn đề này mà hai bên đã xảy ra tranh cãi lời qua tiếng lại. Thời điểm đó, ông Lanh còn kéo khẩu trang xuống một chút khỏi miệng để nói chuyện. Còn trả lời trên báo Dân Chí, anh Ngọc nói, ông Lanh tới mua 40.000 đồng tiền xăng đổ vào căn nhựa rồi mua thêm 20.000 đồng. Thấy người đàn ông đeo khẩu trang nhưng hở phần mũi và miệng, anh nhắc nhở thì xảy ra sâu sát. Ông Lanh lấy trái sầu riêng ở xe ném vào anh nhưng anh tránh được. Ông Lanh sau đó ném trái sầu riêng lần thứ hai thì trúng vào mặt anh Ngọc. Nam nhân viên chia sẻ, anh chưa đi khám được vì bận làm việc, nhưng hiện vẫn cảm thấy choáng váng sau cuộc ném của ông cựu phó chủ tịch huyện. Sau khi nắm được sự việc, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Drong Park Đắk Lắk mâu thuẫn sâu sát với nhân viên cây xăng, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh xử lý. Ở một diễn biến khác, ông Mai Trung Kiên, giám đốc công ty cổ phần đầu tư Đức Thành Đắk Lắk, nơi làm việc của anh Ngọc chia sẻ trên dân trí vụ việc ai đúng ai sai sẽ được cơ quan chức năng làm rõ ông lanh cũng có điện thoại xin lỗi tôi và mong muốn rút đơn tuy nhiên việc rút đơn hay không là tùy thuộc vào người lao động còn cá nhân tôi chỉ là đơn vị sử dụng lao động mà thôi